là cái khu vực quận 2 nha, ngay chỗ đảo Kim Cương. Thì các bạn đang nhìn là đây là sông sông Sài Gòn. Phía xa xa bên kia là cầu Phú Mỹ. Đây là cảnh buổi chiều, giờ khoảng 5 giờ chiều. Cảnh buổi chiều ở đây rất là đẹp các bạn. Cái sông này thường là tàu lớn chạy rất là nhiều, container cũng có, rồi chở các loại đá như các xuồng, xuồng chở đá nhiều. Nhìn phía xa xa là cái khu Thủ Thiêm, thì định lúc trước là ruộng không, bây giờ thì nó quy hoạch nó thành những cái nhà cao tầng. Đa số trước người dân ở đây là làm nông, thì bây giờ thì khi mà đô thị hóa thì người dân ở đây thì khi mà xây đường xá đẹp, nhà đẹp thì người dân ở đây cũng không có được hưởng nhiều, đa số là người ta được giải tỏa đi chỗ khác, thì dành những phần đất này xây những cái nhà lớn như thế này. Đó, cái đây là cái đảo Kim Cương, thì cái căn hộ ở đây giá cũng khoảng 1 triệu mấy đến 2 triệu đô, khoảng 2 mấy tỷ cũng có. Gió rất là mát. Thường ở đây người ta buôn bán, người ta phải nhiều, rất là nhiều. Rất là nhiều loại diều. Hồi xưa thì ở đây nó có chơi những xe mà điều khiển từ xa, những máy bay điều khiển từ xa. Thì gần đây thì lượng dân cư đông quá nên ta không còn chơi nữa, nó chỉ còn chơi thấy diều thôi. Rất là nhiều diều. Hồi xưa ở đây cũng là ruộng các bạn, đồng ruộng. Thì bây giờ nó không còn ruộng nữa, đa số là nó sang trồng xây nhà lên. Thì nhà ở đây mét khoảng là trên 100 triệu, cũng khá là mất. Ở đây chung cư lên rất nhiều, đất phân lô thì cũng còn nhiều nhưng mà chưa có người mua. Có thể người ta mua rồi nhưng mà mua đi ta bán lại các bạn. Phía xa xa kia là cái tòa nhà 81 tầng là cao nhất thành phố. Thì tao đã làm cái lan can các bạn. Thường tối ở đây người ta đông lắm, người ta ra đây mát mẻ, người ta ngồi ăn uống với những bạn trẻ trẻ đó, rất thường ra ngoài đi chơi.
kicking me out, 'cause my hand's beating. No kidding, I can't bend you down. What's going on in thy beautiful mind? I'm a your magical missing right, 'cause I'm so dizzy to know what it be that I'll be alright. My hands underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, I'm out of my mind. Okay, thì khoảng 6 giờ thì mặt trời đầu lặn các bạn. Nó lạnh phía sau tòa nhà đó. Cảnh nhìn rất là đẹp, sao các bạn? Lặn phía sau cái tòa nhà là Bitexco. Hồi đó cái tòa nhà đó là 64 tầng là cao nhất Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ thì nó có cái tòa nhà mới là phía bên đây. Trên đây là tòa nhà 81 tầng là nó mới xây năm 2018 thôi. Bây giờ hiện giờ nó là cao nhất thành phố nha. Bây giờ các bạn ngắm nha, ngắm cảnh hoàng hôn nha. Đây là cảnh hoàng hôn buổi chiều. Thì cái vị trí mình quay ở đây là tại quận 2 nha các bạn. Phía sau mình là đảo Kim Cương và Ủy ban Nhân dân Việt quận 2. Bên những cái bụi cây, bên những cái bụi cây ở đây, đây là quận 4 nha các bạn. Đó, bên đó là quận 4, cách nhau con sông Sài Gòn thôi. Thì hiện nay thì sông Sài Gòn mình á, từ quận nhất qua quận 2 thì có cái đường Hầm Thủ Thiêm, có cầu Thủ Thiêm. Thì còn bên quận 7 á, qua quận 2 có cái cầu Phú Mỹ các bạn. Đây là cầu Phú Mỹ, nhìn kỹ mới thấy nha, nó làm xa lắm. Cầu Phú Mỹ thì sau này có thể là xây một cái cầu bắc từ bên quận 4 qua quận 2 các bạn. Thì cái đó dự án thôi nhưng mà không biết khi nào mà triển khai thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt camera đi. Giờ cũng đã chiều rồi, thôi cảm ơn nha, cảm ơn các bạn. Keeps your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing warning, 'cause I give